Chị nào chồng bỏ chồng chê, mua ẹt một cái là chồng mê tới nhà. Sớm chồng dắt tay chị chấm cơm, liên kết gia đình, gắn kết yêu thương. Hello, xin chào mọi người nha. Nhà mình xin chào mừng toàn thể tất cả mọi người. Chào mừng toàn thể hết tất cả các bạn nè. Tất cả mọi người, tất cả các bạn đã đến với Shadow Showkiss TV nha. Và ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3 các bạn ơi này. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ nha. Nên mình xin phép là mình chúc ấy, xin phép là chúc toàn thể tất cả những bạn nữ ở trên channel Song Dích TV là có một ngày thiệt là hạnh phúc bên gia đình cũng như là hạnh phúc bên người yêu nha. Ủa mà quên, mấy bạn làm gì có người yêu đây mà chúc hả? Ai da, nói giỡn chơi thôi, nói đùa thôi, mình nói giỡn chơi tí xíu thôi nha. Chứ mình chúc là mấy bạn nữ là hôm nay là leo ranh, là tới đó là chơi trận nào là thắng trận đó nha. Bạn nào đi chơi với bộ thì ôm bộ, còn bạn nào mà ở nhà chơi game với mình thì ôm chủ giống mình này này. Còn mấy cái ông được rửa hả, xin chúc mấy ông được rửa trên channel thì trong Dách TV là sớm có người yêu luôn nha. Ủa mà tôi cũng có người yêu đâu mà tôi chọc mấy ông chi. Tình thế nguy cấp rồi nha, đánh thêm cái thứ tư để lấy nội tại huyết tích. Quay lại sử dụng chiêu cuối outplay luôn. Có vẻ như là đồng đội của chúng ta đã đến đông đủ rồi nha, đến lúc quay lại và trả thù rồi. Joker đang ở trong trụ, mình hết chiêu rồi. Triệu Vân đang ở góc bên này, chúng ta sẽ ưu tiên Triệu Vân trước ha. Xong Triệu Vân rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ hồi chiêu cuối. Mục tiêu cuối cùng sẽ là Joker. Mình không thấy Joker, vậy thì chứng tỏ Joker cũng sẽ không thấy được mình nha. Di chuyển vào lùm núp và cam Joker. Thành công, chúc tất cả các bạn tập luyện hiệu quả. Trời ơi, qua đã kéo, ngon lành liền các bạn ơi. Hay không các bạn ơi, bạn nào thấy hay các bạn đừng quên like clip ủng hộ mình với nha. Trời ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Này bây giờ mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ vô mình phá chủ các bạn không? Cho team mình đốt phá đi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thôi mình sẽ quanh về đường của mình farm nha. Quanh về đường farm bình thường đi để tranh thủ mình nâng cao lượng vàng của mình lên ha. Farm xong mình sẽ di chuyển vô đó mình đẩy con gồng. Tại vì trụ á, team mình tự phá được, không nhất thiết mình phải vô mình phá đâu. Mình tranh thủ mình farm lẻ nãy. Tranh thủ vét hết trơn luôn chứ, có cái gì vét được là vét hết trơn luôn. Rồi, vô đây mình ăn gồng nè. Ê, từ từ, đi đánh lộn đi. Đâu ai, mấy con mắm mày. Thôi đồng quá bạn ơi, thôi ăn gồng đi. Ăn gồng đi cho lạch nha. Ăn gồng xong mình tiếp tục mình hoành về bụi xanh của mình farm bình thường nha. Đấy, bây giờ mình sẽ lên cái gì ta? Để mình xem cái đã. Ăn xong bề lính thì mình lên cây xuyên giáp cái đi, rồi mình lên cái đồ kháng hút máu nha. Bởi vì bên kia có mấy cái con như hút máu á. Lên kháng hút máu này lát hồi mình còn solo ăn được từ đó. Đây và build đồ của VDS mình để trên màn hình nha. Các bạn có thể tham khảo build đồ này, các bạn build thử cho con VDS, các bạn đánh thử nha. Đây và gạo hôm đây nè các bạn ơi, học về VDS nha. Và hãy nhớ đừng coi clip hôm đây, coi xong là chơi giỏi VDS ráng chịu quá nha. Đây hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cực kỳ tận tình và tận tâm về con VDS này luôn, từng bước giúp cho các bạn có thể chơi và thuần thục tốt được vị tướng VDS này ha. Đây mình lấy nốt bùa xanh cái là chạy lên chuẩn bị chơi nè. Tự ăn cục máu quá cho tôi ăn đi, đi gắt. Ok, cảm ơn bạn nha. Đây để tôi sẽ không làm quan phí cục máu của bà đâu, chết nè. Ai da, từ từ đau quá anh ơi, bắn xương cái đã. Từ từ nha, làm cái gì? Một thằng này, đây lụm luôn con mít luôn. Hai thằng, trời ơi vô đây, ba thằng. Trời ơi, nó trốn mình nhiều quá bạn ơi. Không sao, một mình chết rồi mình lôi theo được hai con rồi đó nha. Trời ơi, nhưng mà nó trốn mình nhiều quá à. Có người đang ăn bùa đỏ và thủ phạm ăn bùa đỏ đang đứng ở trong lùm, thể hiện bằng việc bùa đỏ đang chạy về hướng này. Đi rồi và thủ phạm không ai khác chính là Joker. Combo VDS sử dụng chiêu cuối tiếp cận đối phương. Các bạn phải combo thiệt nhanh nha, sử dụng chiêu 2 và ấn luôn chiêu 1 để kích hoạt nội tại huyết sức. Mình chúc các bạn tập luyện hiệu quả combo này nha. Trời ơi ngon lành đúng đây. Hãy nhớ combo VDS nha. VDS á các bạn có nhớ đi. Combo nó không khác gì con ngộ không á, các bạn phải ấn thiệt nhanh nha chứ đừng có chậm trễ, mà nó dễ hơn ngộ không nhiều nha. Các bạn cứ ấn chiêu cuối chiêu 2 chiêu 1, thà ấn hụt thì thôi nhưng mà phải ấn thiệt nhanh cho mình. Đây từ từ để mình ví dụ nè, ấn rõ không, chiêu cuối chiêu 2 chiêu 1 ấn thiệt nhanh cho mệt nha. Chứ mà VDS á các bạn vô combo các bạn cứ chậm trễ là chắc chắn luôn, chưa kịp tích được cái miễn nhiễm là các bạn bốc hơi rồi, vì thế hệ giới giúp mệt nha. Combo càng nhanh càng tốt giúp mình. Ấn chịu bù bụp luôn. Này thanh niên này, trời ơi dính con ma lóc, các bạn thấy hụt thì thôi chứ gì đâu, nhưng mà nó dính một cái là nó rất là mạnh luôn á nha. Vì thế hãy nhớ combo là thiệt nhanh, hút máu nha, xịt một miếng máu. Trời ơi trời, con Wiro đầy mình quên một phát rồi, mình thôi máu rồi, bị con Wiro nó giết mất rồi. Ghét cái con Wiro này ghê, không chịu đâu. Có vẻ như là team bên kia đang muốn cơ bắt tổng rồi nha. Từ từ bình tĩnh, núp
lùm quan sát diễn biến tình huống, lựa chọn mục tiêu chủ lực bên kia. Joker. À, Bịch hiểu rồi. Mấy ông bên kia là ăn tà thần xong đây rồi thả tà thần cánh mít luôn, là muốn on lên win luôn nè. Mấy ông này là muốn end game sớm nè. Từ từ nha, mình đúp lùm mình be chủ lực thôi. Đúp lùm từ từ nha, combo thiệt nhanh cho mình. Như mình nói á, chiêu cuối chiêu 2 chiêu 1 thiệt nhanh, chủ lực nha. Đây, chiêu cuối chiêu 2 chiêu 1. Trời ơi, danh gõ gông rồi, mình đánh luôn. Mình kêu mất chủ lực rồi ngán gì nữa. Trời ơi, này này, này thì muốn end game với mình nè. Trời ơi, trâu cái gì bà ơi, trâu đánh lâu cũng chết à. Đấy, vào phần cài đặt nha, chọn cho mình là ưu tiên lựa chọn mục tiêu là máu thấp nhất đó nha các bạn. Vô combo thiệt danh, ấn chiêu cuối chiêu 2 chiêu 1 là lụm một mạng này nha. Là các bạn hầu như là các bạn chọt cho mấy cái con máu mỏng bên kia không á, đánh rất là mạnh luôn á. Từ từ nha. Đây mình chờ, đây con vua nhảy ra đây, mình xài combo thiệt nhanh chiêu cuối chiêu 2 chiêu 1 cho mấy bạn xem một phát là bốc hơi bạn vua luôn nha. Từ từ nha, từ từ nha, chờ lính vô nha các bạn. Đây các bạn coi là combo thiệt nhanh, chờ hồi chiêu 2 cái. Cuối 2 1. Quẹ cái quần chài. Trời ơi. Giật gọn lẹ không, vì tới thế giới giúp mình combo thiệt nhanh như mình chỉ với các bạn rồi. Đập chỗ win. Yeah, trời ơi, quá đã các bạn ơi. Này thì end game shop với mình hả. Đây mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Vì hồi đã tới giờ các bạn đã coi clip ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều luôn. Và mình chúc các bạn đã coi xong clip HP của mình gái là vô game là chơi VRS thiệt giỏi và quánh VRS phải gọi là nguyên một chuỗi win luôn nha. Hay, cảm ơn các bạn một lần nữa rất nhiều và mình chúc các bạn có một ngày tốt lành và leo rank tốt hơn với vị tướng VRS nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video ngày mai. Ok, bye bye. Vỗ tay ngay coi.